Chào mừng các bạn đã đến với podcast IVF Radio, được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng số của Trung tâm IVF Hà Nội. Các bạn thân mến, đối với các chị em đang điều trị vô sinh hiếm muộn thì tình trạng suy giảm dự trữ buồng trứng AMH thấp là một nỗi ám ảnh. Bởi lẽ khi bị suy giảm dự trữ buồng trứng cũng đồng nghĩa với khả năng có thai tự nhiên là rất thấp và cánh cửa tìm con càng lúc càng hẹp dần theo thời gian. Đáng buồn hơn là bệnh lý này càng lúc càng trẻ hóa. Tỷ lệ phụ nữ vô sinh vì suy giảm dự trữ buồng trứng đang ngày càng tăng lên. Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 29 tuổi ở Hải Dương cũng là một trường hợp hiếm muộn vì chị bị suy giảm dự trữ buồng trứng. Chỉ số AMH của chị chỉ 1,2 và còn bị polyp cổ tử cung nên đã trải qua 4 năm mong con mà gia đình vẫn chưa có tin mừng. Mình tên là Nguyễn Thị Minh Nguyệt, mình sinh năm 1995, mình đến từ Hải Dương ạ. Năm nay là năm thứ tư, hành trình mình mong con ạ. Nhưng nguyên nhân hiếm muộn của mình bị AMH thấp ạ. Mình được có 1,2 AMH và mình bị polyp cổ tử cung ạ. Có lẽ chỉ những người đã trải qua hoàn cảnh tương tự mới có thể thấu hiểu hết nỗi vất vả nhọc nhằn của chị Nguyệt trong suốt thời gian mong con. Vì tình trạng hiếm muộn là do người phụ nữ nên đã có không ít lời nói ác ý khiến chị tổn thương. Suốt 4 năm chị mang mặc cảm chưa được làm mẹ. Dần dần chị ngại gặp gỡ mọi người vào những dịp cỗ bàn lễ Tết vì những câu hỏi liên quan đến con cái và là cảm giác mỗi lần thấy người ta bế con mà mãi vẫn chưa tới lượt mình. Mình thì cảm giác áp lực tại vì mình đi làm công ty ấy, cũng thấy nhiều người có bầu nên là mình nhiều khi mình cũng cảm thấy tủi thân ấy. Mình cũng đi khám ở nhiều chỗ ấy, nhưng mà bệnh viện Đa khoa Hà Nội thì là mình tin tưởng nhất ạ. Mình biết qua mạng nhưng mà mình đã tin tưởng và mình nhận niềm tin ở đây ạ. Thế rồi bằng cơ duyên đặc biệt đã kết nối gia đình chị Nguyệt đến với trung tâm IVF Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ đã lên phác đồ điều trị cá thể hóa cho tình trạng AMH thấp và polyp cổ tử cung của chị Nguyệt. Và nhờ sự theo dõi sát sao của đội ngũ bác sĩ mà gia đình đã đón được niềm vui bất ngờ sau 4 năm chờ mong. Cảm xúc như vỡ òa với chị và cả gia đình. 4 năm là khoảng thời gian không dài không ngắn với các gia đình mong con. Nhưng với chị, đó là từng ngày chờ mong đằng đẵng trong mặc cảm. Mình thăm khám lần đầu ở đây là ngày 7 tháng 11 ạ. Và lúc mình chuyển phôi là ngày 15 tháng 1 năm 2024 ạ. Và bây giờ em bé của mình đã được hơn 12 tuần ạ. Mình vừa lo vừa hồi hộp, nhưng mà đến lúc mà thử lên hai vạch thì mình cũng rất là vui ạ. Chồng mình rơi nước mắt đi ạ. Vậy là sau bao nhiêu năm chờ mong, cuối cùng chị Nguyệt cũng đã được hưởng thiên chức làm mẹ. Gia đình đã sắp chào đón thiên thần nhỏ đáng yêu về nhà. Chị Nguyệt cũng không quên cảm ơn đội ngũ bác sĩ trung tâm IVF Hà Nội vì đã giúp gia đình kết thúc những ngày tháng đằng đẵng mong con, đã thật sự trở thành điểm đến cuối cùng cho hạnh phúc tròn đầy. Trung tâm rất là khang trang và đội ngũ y bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình, các bạn tư vấn rất là có tâm, theo sát người bệnh. Gia đình chị Nguyệt cùng rất nhiều trường hợp khác khó có con do AMH thấp đã được trung tâm IVF Hà Nội điều trị thành công là minh chứng rằng hy vọng luôn tồn tại với chị em bị suy giảm dự trữ buồng trứng. Dù có thách thức và khó khăn đến đâu, các bạn sẽ không phải bước một mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cặp vợ chồng trên con đường tìm kiếm nụ cười trẻ thơ. Chúng ta sẽ cùng đón hạnh phúc trọn vẹn. Và tới đây thì chúng tôi cũng phải nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở các số IVF Radio tiếp theo.